Hello mọi người, hôm nay là mình nhận order rất là nhiều hàng của khách. Và bây giờ mình sẽ mở từng món để mọi người cùng tham khảo nha. Trong những cái box này thì là bao gồm những món gì ở trong ha. Ok, món đầu tiên mà mình lấy đó là mình order từ Macy. Đây là hai chai nước hoa mà khách của mình order. Đó là nước hoa Blue Chanel Paris nè. Cái nước hoa này là dành cho nam, và nam nữ thì đều xài được. Và đây đó là nước hoa Dior nè. Và cái này thì là khá nổi tiếng. Cái này là ship từ Macy nha. Mọi người có thể thấy nè, from Macy, ok. Đây. Và hai loại nước hoa này thì là nam nữ là đều xài được, rất là tốt luôn. Và mình sẽ lấy một cái hộp tiếp theo. Cái này là mình order từ Walmart. Đây là nước hoa luôn. Nước hoa này là khách của mình cũng order và nó đang giảm giá. Cái hiệu DJ này rất là tốt luôn. Ok, còn cái bọc này không biết là cái gì đây. Mình order nhiều quá nên giờ mình cũng không biết nó là cái món gì nữa. Lấy cái chén này cắt cho nó dễ. Ok, nước hoa này là Dobby. Cái này là cái nước hoa mà chai màu tím á, khách của mình ở Sài Gòn đó order. Và đây, mình không có mở trong được, tất cả là đều được bọc và được đánh dấu rất là cẩn thận, nên là đều là hàng của từ các cái tiệm lớn của Mỹ bán nha. Và cái này là made in của Pháp. Ok, mình sẽ để đây. Rồi, hôm nay toàn nước hoa không à. Và bây giờ mình sẽ mở cái thùng này. Ok. Cái này á, Pocket Factor for Kids. Cái này á là loại mà bộ não á cho trẻ. Và cái này của chính hãng Pocket Factor nên là rất là tốt nha. Đây, mình order chính hãng cho khách luôn. Trong này là có 6 chai. Đây, Pocket Factor. Giờ đến cái bọc này. Đã rồi. Đây. Cái này cũng là nước hoa luôn. Này đó là cái loại mà perfume, tức là cái loại này á là nó giữ được mùi rất là lâu. Và sản xuất là của Pháp luôn. Và cái này thì là họ được niêm phong rất là cẩn thận, chưa có mở, nên là quý khách hàng nhận thì rất yên tâm. Đó là tất cả đều được niêm phong rất là kỹ. Bây giờ mình sẽ mở cái thùng tiếp theo. Cái thùng này nó hơi cao. Nó từ giấy order luôn. Mình mở ra. Ta-la. Đó là một đôi giày. Đôi giày dành cho khách luôn. Giày này là giày của nam nha. Đây, đôi giày của nam, rất là đẹp luôn. Đây là cái thùng tiếp theo. Cái này thì họ dán hơi đặc biệt một chút xíu, không có dán bằng keo mà họ dán bằng giấy, hơi chặt. Để mấy cái kéo mình cắt qua, họ nói kỹ quá.
thùng này chắc thiệt á. Ây da. Ok, ra rồi. Đây. Ở trong đó là một đôi giày. Đôi này là đôi sandal hay gọi là đôi sandal hiệu Nike. Rất là dễ thương. Cái này là dành cho nam luôn nha. Của chính hãng luôn nè. Này size số 7. Giá là 75 đô. Ok. Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp tiếp theo. Mình cần 4 hộp nữa. For kit. Cái này đó là mình order lần thứ hai cho khách nè. Cái này là for the faster này đó là giúp cho trẻ là phát triển về bộ não đó, rất là tốt bộ não cho trẻ, giúp cho trẻ được thông minh và rất là nhiều thành phần ở trong này, và một ngày là uống 2 viên nha. Cái thùng này của Waymac. À, mình sẽ mở nha. Cái này đó là toner. Mình cắt ra. Toner hay bên Việt Nam còn gọi là nước hoa hồng á. Đây, cái hiệu mà Lean Clear này rất là tốt, và sau khi rửa mặt á thì là mình sẽ dùng. Mình mở ra. Đây, cái chai của nó như thế này, rất là dễ thương. Một cái chai này là 8 ao nha, 240ml. Tiếp theo, mình bỏ ra đây. Cái hộp này ở trong có cái gì đây? Chính hãng nha. Mình mua cái này của chính hãng luôn nè. Cái này là YoSkin nha. Ok. Của chính hãng YoSkin rất là tốt. Và cái loại này thì rất là xịn sò nha. Và cũng khá là mắc. Và đây cái chai này đó là YoSkin. À, cái này là Daily Power Defense. Cái này là để dành xài trong ban ngày. Đây. Chai này là giúp là dưỡng da đó, những ai mà xài cái chai mà retinol á thì là nên sử dụng cái này để cho cái da của mình á nó được phục hồi nhanh chóng, rất là tốt và nó dưỡng rất là tốt. Khách của mình order cái này đó. Và bên này nữa, cái này là cái serum á, nó giúp cho da của mình được tái tạo và phục hồi da cũng rất là tốt. Và hai cái này là của hãng nổi tiếng, nó cũng hơi mắc. Đây, YoSkin. Và bây giờ mình sẽ mở tiếp theo. Còn thùng cuối cùng. Không biết thùng cuối cùng này là cái gì đây. Ok. Thùng cuối cùng của mình đó là thuốc này. Thuốc này đó là cái này á, là nó iron, tức là bổ sung sắt. Và cái này á là giúp cho cơ thể mình detox á,
detox tức là nó giúp cho mình thải các chất độc ra đó, rất là tốt luôn, nó tốt cho gan nữa nè. Đây, và bây giờ mọi người sẽ ngắm các sản phẩm của mình đã mở cho khách trong ngày hôm nay ha. Đây là các mặt hàng của khách mà mình vừa mới mở xong. Đây là dưỡng da của hãng YoSkin. Cái hãng này thì rất là tốt và cũng khá mắc. Đây là Focal Factor for Kids, thuốc bổ não dành cho trẻ. Và đây là toner. Và đây là chất sáp kẽm. Và cái bộ này là để tăng cường chất sắt và tăng cường kẽm. Và đây là đôi giày Nike. Và cái này là nước hoa. Và phía bên này cũng là một đôi giày dành cho khách. Và cái này cũng là nước hoa Narciso. Cái này là khách yêu cầu order chứ mình cũng chưa có xài loại này bao giờ. Và cái này là nước hoa Doshi nè. Cái này cũng là khách yêu cầu luôn, mình cũng chưa thử cái mùi này. Và đặc biệt hai cái chai này đó là nước hoa Chanel và nước hoa Dior, khá nổi tiếng, rất là nổi tiếng chứ không phải là khá nữa. Và cái Chanel Blue này thì là nam nữ đều xài được, và Dior cũng vậy. Và đặc biệt đó là tất cả những cái mặt hàng này á là đều được niêm phong và đóng gói rất là kỹ càng, chưa có bị mất cái bọc ra luôn nè. Đây, vẫn còn ở trong cái bọc nè, nên là mọi người yên tâm. Và cái nước hoa này cũng vậy, vẫn còn cái bọc niêm phong. Đây, nước hoa này nghe bạn mình nói rất là thơm mà mình cũng chưa có xài, đang được niêm phong rất là cẩn thận. Và bên này nữa, chai nước hoa này cũng được niêm phong nha. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của Suka. Mọi người cần món gì thì là inbox trên Facebook là Suka Hồng Xuyến hay là trên fanpage là Suka Hàng Mỹ nha. Suka sẽ nhận tất cả các mặt hàng mà quý vị yêu cầu. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Suka. Chúc mọi người luôn vui khỏe và thành công. Bye bye!